Phương Oanh khoe bụng bầu sắp sinh. Diễn viên Phương Oanh diện bikini, khoe bụng bầu đôi không một vết trạng ở tháng cuối thai kỳ. Phương Oanh ngẫu hứng thực hiện một bộ ảnh ngay tại bể bơi của gia đình khi bụng bầu quá to, không thể đi du lịch xa dịp lễ. Nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê cho biết cô hiện đếm ngược từng ngày để chào đón hai em bé song sinh chào đời vào tháng tới. Cô thấy may mắn vì mang bầu đôi và đã tăng hơn 20kg nhưng bụng vẫn chưa có vết trạng nào. Phương Oanh cho biết cô chăm chỉ bôi kem chống rạn từ những tháng đầu thai kỳ, duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, tập thể dục nhẹ nhàng để không tăng cân quá nhanh bên cạnh đó. Việc bổ sung collagen, chăm chỉ luyện tập làm cơ thể săn chắc, làn da đàn hồi tốt từ thời son rỗi cũng là một trong những lý do hạn chế rạn da khi bầu bí. Tháng cuối thai kỳ, Phương Oanh thấy cơ thể nặng nề và mệt mỏi hơn nhiều. Theo nữ diễn viên, hai em bé trong bụng phát triển nhanh chóng, đạp liên tục khiến cô không thể ngủ tròn giấc. Nhiều đêm, cô chảy nước mắt vì mệt và đau nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp các con là có thể vượt qua tất cả. Phương Oanh hiện đã chuẩn bị tinh thần và phòng riêng để chuẩn bị hai em bé song sinh chào đời vào tháng tới. Dù bầu bí nặng nề, nữ diễn viên vẫn nhận lời tham gia series Vũ trụ VFC ngoại truyện vì mối quan hệ thân thiết với ekip. Bên cạnh đó, cô còn duy trì việc làm vlog nấu ăn để đáp lại tình yêu và sự ủng hộ từ khán giả. Phương Oanh công khai thông tin mang thai đôi hồi đầu tháng 11. Sau 3 tháng đầu vật vã vì ống nghén, cô duy trì tập yoga 3 buổi mỗi ngày và chế độ ăn uống vào con chứ không vào mẹ. Nữ diễn viên ăn ít tinh bột, đồ chiên rán, dầu mỡ và tăng cường bổ sung đạm, vitamin từ các loại thịt, rau củ quả. Cô thi thoảng vẫn chiều chuộng bản thân bằng một số món bánh ngọt, trà sữa yêu thích nhưng chỉ ở mức độ vừa phải. Phương Oanh sinh năm 1989, quê Hà Nam, được biết đến với các phim Hoa Bay, Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân, Cô Gái Nhà Người Ta. Giữa năm 2023, cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Ông xã cô là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ, được đặc biệt danh sát Bình khi tham gia chương trình Thương Vụ Bạc Tỷ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.